cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh của cô gái Đà Thành. Hôm nay mình được một ít tôm tít tươi và ngon luôn. Thay vì hấp như thường ngày thì mình sẽ làm tôm tít xào tỏi. Mời cả nhà cùng xem nhé. Đầu tiên các bạn băm nhỏ 1 đến 2 củ tỏi và một trái ớt đỏ. Các bạn cho vào một cái chén và cho gia vị vào trộn đều lên nhé. Gia vị cho nửa ký tôm tít bao gồm 1 trái ớt đỏ, 3 muỗng cà phê đường, 3 muỗng cà phê muối tôm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê mì chính, 2 muỗng cà phê tiêu và 2 muỗng cà phê nước mắm. Sau đó các bạn trộn đều lên nhé. Nếu các bạn ăn cay có thể cho thêm nhiều ớt, hoặc có thể thay ớt trái thành ớt sa tế nhé. Tiếp đến mình sẽ làm nóng dầu và phi tỏi. Nếu các bạn thay dầu ăn thành mỡ heo thì sẽ ngon hơn đó. Mỡ heo mình cắt gấp đôi hạt lựu, sau đó rán lên thì nó sẽ thành gốc mỡ trộn đều với tôm tít, ăn giòn đụng vào rất là ngon luôn. Dầu nóng rồi, mình cho tỏi vào phi hơi vàng, sau đó cho tôm tít vào luôn nha. Sau đó trộn sơ và đậy nắp dung lại cho tôm tít chín. Khoảng 2 đến 3 phút sau các bạn mở nắp dung ra và cho gia vị đã trộn hồi nãy vào tôm tít và xào lên nhé. Các bạn lưu ý là để nhỏ lửa, vừa để tỏi không bị cháy nè, vừa để tôm tít tự tiết ra nước cốt để chín đều hơn nha. Các bạn xào đều tay cho tôm tít thấm đều gia vị nha. Và đậy nắp dung lại tầm 1 đến 2 phút để tôm tít chín nhanh hơn. Khi chín tôm sẽ chuyển sang màu nâu hồng và có mùi thơm đặc trưng thì tắt bếp nha. Cuối cùng trưng bày ra đĩa và ăn thôi. Do vỏ tôm tít khá cứng nên khi ăn các bạn dùng kéo cắt dọc hai bên lưng tôm nha. Wow, thịt tôm tươi dai lắm các bạn, hòa quyện cùng với vị mặn mặn ngọt ngọt thơm của tỏi nè, ngon bá cháy luôn. Cả nhà cùng làm và thưởng thức nhé, và đừng quên bấm theo dõi ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại.